Cho ông xem đi. Rồi. Anh chị ơi, có ai là F theo không? Có. Anh chị ơi, ai là F theo không? Có F theo chúng ta có thể. Chúng ta có thể di chuyển qua bên cánh đài A để cổ vũ cho đội F theo được không ạ? Let's go.